Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến bộ môn sinh học khối lớp 8. Hôm nay cô và các em tiếp tục tìm hiểu tiếp bài số 50 vệ sinh mắt. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu phần 1 La Mã trước để xem là mắt có các tật gì nha. Đây là cái phần vệ sinh học đường và mắt của các em, thì các em cũng sẽ biết rất rõ là hiện tại mắt của mình sẽ gồm có tất cả là 3 tật: cận thị nè, viễn thị nè và loạn thị. Thì trong phần 1 La Mã này chúng ta tập trung tìm hiểu về tật cận thị và viễn thị. Và cô cũng sẽ giới thiệu cho các em cái tật loạn thị mà chúng ta hay gặp rất là nhiều trong học đường nha. Đầu tiên cận thị thì chúng ta nhìn cho cô cái hình ở bên tay phải, mình sẽ thấy đây là cầu mắt. Và đây là cái ánh nhìn của một cái người đang bị cận thị. Vậy thế nào là tật cận thị? Mình sẽ thấy cận thị là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn rõ các vật ở gần. Tức là đối với những người cận thị thì mình khi mà mình không đeo mắt kính á thì mình nhìn những vật ở gần mình sẽ thấy rất là rõ, nhưng mà nhìn càng xa thì mắt sẽ càng mờ. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về viễn thị ha. Thì các em sẽ nhìn thấy đây là cái hình ảnh mà cái ánh nhìn của những người mà bị tật viễn thị. Vậy thế nào là tật viễn thị? Thì viễn thị nó sẽ ngược lại với cận thị. Viễn thị là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn rõ cái vật ở xa. Tức là đối với một người viễn thị mà không đeo kính á thì nhìn xa sẽ thấy rất là rõ, nhưng mà càng nhìn lại gần thì những cái vật mà mình muốn nhìn nó sẽ càng mờ. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình tìm hiểu về nhóm nguyên nhân vì sao mà mình bị cận thị. Thì có hai cái nhóm nguyên nhân gây ra tật cận thị. Nhóm nguyên nhân thứ nhất là bẩm sinh, tức là khi sinh ra là đã có sẵn rồi. Đó là do cầu mắt dài. Các em nhìn hình các em sẽ thấy ha, đây là hình ảnh cái cây nến. Thì cái người mà bẩm sinh, người ta bị bẩm sinh đó là khi sinh ra thì cái cầu mắt của người ta, cái đường kính của cái cầu mắt nó đã dài hơn so với cái người bình thường. Cho nên là cái hình ảnh của vật á, thay vì á nó hiện rõ ở ngay trên cái màn lưới ở phía đằng sau của cầu mắt, ngay đúng vị trí màn lưới đằng sau cầu mắt, thì cái người đó sẽ nhìn rõ vật. Nhưng mà bây giờ do cái cầu mắt quá dài đi cho nên là cái hình ảnh của vật á nó hiện ở phía trước của màn lưới, làm cho cái người đó nhìn cái hình ảnh của vật nó sẽ bị mờ. Và cái nhóm nguyên nhân thứ hai là nhóm nguyên nhân này là đa số các em mà hay bị mắc phải, đó là do chúng ta có những cái thói quen xấu, những thói quen không tốt trong quá trình sinh hoạt, làm cho cái thể thủy tinh của chúng ta quá phồng. Các em sẽ thấy ha, đây là cái hình ảnh cây nến nè, đây là hình ảnh cái cầu mắt của mình, là cái cầu mắt của người bình thường nè. Đường kính cầu mắt thì không có dài bình thường, nhưng cái thể thủy tinh của mình thấy ở phía trước ngay cái phần mà trong suốt mình nó có cái thể thủy tinh. Thì với hình của những người bẩm sinh ở phía trên, nó thể thủy tinh của nó là dạng bầu dục dẹp. Thì ở dưới, đối với những cái người mà chúng ta có tật xấu, là chúng ta xem quá gần nè, chúng ta xem những sách quá gần, chúng ta xem sách trong tối, thì thể thủy tinh của mình á nó phải căng phồng lên để mà nó nhìn rõ những cái chữ ở trong bóng tối nha, nhìn rõ những cái chữ khi mà mình đọc quá gần á thì nó phồng, nó sẽ phồng lên để nó làm cho mình thấy được rõ chữ. Cho nên lâu ngày nó phồng thì nó phồng hoài như vậy thì nó sẽ mất luôn cái khả năng mà dẹp xuống, tức là nó mất cái độ co giãn, cái độ đàn hồi. Như vậy thì nó sẽ làm cho cái ảnh của vật á, khi mà nó hiện phía bên trong cái cầu mắt mình á, thì thay vì nó hiện ở ngay màn lưới thì nó lại hiện ở nó, thay vì nó hiện ngay cái vị trí màn lưới là cái vị trí cô tô màu đỏ như thế này, thì nó lại hiện ở vị trí phía trước của cái màn lưới và cũng làm cho chúng ta là thấy vật một cách mờ, không được rõ ràng. Như vậy thì mình sẽ khắc phục bằng cách nào ha? Thì chúng ta sẽ khắc phục bằng cách là chúng ta đeo kính, và kính của chúng ta gọi đó là kính cận. Kính cận của mình có cái đặc điểm gì các em nhìn lại có thấy không nào? Đó là cái kính cận này là cái kính mặt lõm, tức là mặt nó sẽ cái mặt của cái kính đó, nó sẽ lõm vào.
Và khi cái người mà bị bẩm sinh đeo kính cận thì các em thấy là nó sẽ điều chỉnh cái hình ảnh của vật này, các em nhìn ha, nó sẽ điều chỉnh cái hình ảnh của vật về đúng vị trí mạng lưới và cho giúp cho cái chúng ta thấy rõ được cái vật. Rồi đối với người tật xấu cũng vậy ha, chúng ta cũng sẽ đeo cái kính cận đúng với cái độ cận của mình thì cũng sẽ điều chỉnh cho ảnh của vật về đúng cái vị trí mạng lưới và làm cho chúng ta thấy rõ được vật. Rồi tiếp tục là với nguyên nhân của tật viễn thị thì như thế nào ha, thì cũng giống như tật cận thị là tật viễn thị nó cũng sẽ có hai nhóm nguyên nhân. Nhóm nguyên nhân thứ nhất cũng là bẩm sinh, bẩm sinh. Rồi đối với người viễn thị á, thì cái người bị bẩm sinh á, là đường kính của cầu mắt lúc này nó lại ngắn hơn so với mắt bình thường, cho nên là ảnh của vật nó hiện ra đằng sau màng lưới. Và nguyên nhân thứ hai là thường là xảy ra ở nhóm người già. Cái khi mà cái người nhóm người cái người già đó người ta sử dụng cái thể thủy tinh qua một cái thời gian dài rồi thì nó sẽ dễ dàng nó sẽ dễ bị lão hóa, và khi mà thể thủy tinh nó bị lão hóa thì nó không có cái khả năng co giãn nữa, nó mất đi cái độ phồng xẹp. Như vậy thì cái ảnh của vật khi mà người già nhìn nó cũng sẽ hiện ra đằng sau cái màng lưới, và cái người già người ta cũng sẽ thấy cái vật mà nằm ở đằng xa nó rõ nhưng mà tới gần người ta sẽ thấy mờ. Vậy thì cũng với như tật cận thị thì tật viễn thị chúng ta cũng phải khắc phục bằng cách là chúng ta đeo kính. Nhưng mà khác với tật cận thị là kính mặt lõm thì ở đây mình sẽ nhìn thấy rõ là kính kính viễn thị nó sẽ là kính dạng mặt lồi. Các em sẽ thấy là cái kính là dạng mặt lồi và chúng ta xem là nó sẽ điều chỉnh ha, khi đeo kính vào thì nó sẽ điều chỉnh cho ảnh của vật rơi đúng ngay vị trí màng lưới và chúng ta sẽ thấy rõ được vật ở đằng xa, cô xin lỗi, ở gần. Ở với người già cũng vậy ha, sẽ đeo cái kính mặt mặt lõm, cái loại kính mặt lồi để điều chỉnh tật viễn thị làm cho ảnh của vật rơi đúng vị trí của mạng lưới để thấy rõ các cái vật ở gần. Và một cái điểm thú vị, một cái thông tin thú vị mà cô cung cấp cho các em đó là nếu như mà bạn nào mà bị cận thị á thì sau này á, khi mà chúng ta về già chúng ta bị thể thủy tinh chúng ta dần dần nó cũng sẽ bị lão hóa, do đó là chúng ta sẽ hết vì vì chúng ta vừa bị cận chúng ta vừa bị viễn cho nên là cái độ độ cái độ về mặt độ mắt của chúng ta nó sẽ được cân bằng lại. Nhưng mà sau đó cái độ viễn cũng sẽ tăng lên sau đó, và càng càng ngày mà càng già thì chúng ta sẽ lại đeo cái kính, nhưng mà kính này lúc này nó chỉ còn là kính viễn thị thôi, không có còn là kính cận thị như lúc chúng ta còn trẻ nữa. Rồi thì ở phần này sẽ có một cái thảo luận. Thảo luận này thì bây giờ chúng ta chỉ có một mình thôi cho nên chúng ta không thảo luận được ha. Chúng ta sẽ tự chúng ta làm cho cô phần này dựa vào thông tin sách giáo khoa. Chúng ta hoàn thành cho cô cái bản bản này có ở trong sách giáo khoa trang 160. Chúng ta tổng kết lại, thứ nhất là các tật của mắt, thứ hai là nguyên nhân và thứ ba là cách khắc phục. Rồi sau khi mà các em thử làm xong ha thì cô sẽ cho các em đáp án để xem chúng ta làm đúng hay sai ha. Thứ nhất là tật cận thị thì nguyên nhân bẩm sinh là cầu mắt dài. Thứ hai là thể thủy tinh quá phồng do không giữ đúng khoảng cách khi đọc sách, đọc quá gần. Khắc phục là chúng ta sẽ đeo kính cận của chúng ta là kính mặt lõm hay còn gọi là kính phân kỳ. Tật thứ hai là viễn thị, nguyên nhân cũng bẩm sinh là cầu mắt ngắn. Thứ hai là thể thủy tinh bị lão hóa mất khả năng điều tiết do ở người già, thường là ở người già. Cách khắc phục là chúng ta đeo kính viễn này là cái kính có đặc điểm là nó mặt kính mặt lồi và còn gọi tên là kính hội tụ. Cô mời các em chép phần ghi bài vào trong tập bài học sinh học nhé. Chúng ta vừa tìm hiểu về tật cận thị và viễn thị, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp một cái tật ở trong học đường mà cô nghĩ rằng là các em cũng rất hay bị, đó là tật loạn thị.
Ở đây thì sách giáo khoa không có nhiều thông tin cho nên là cô sẽ cung cấp cho các em thêm thông tin ha. Các em nhìn trên cái hình, các em sẽ thấy nguyên nhân của tật loạn thị chủ yếu là do màng giác hoặc là do thể thủy tinh của mình có cái hình dạng bất thường. Các em nhìn lên hình, các em sẽ thấy là có hai cái đường gạch màu đỏ và màu xanh da trời. Thì cái người bình thường á, cái màng giác của người ta có dạng màu xanh da trời. Và cái khi mà cái màng giác của người ta, cái màng giác cái độ cong màu xanh da trời ha, cái người bình thường á, thì cái hình ảnh của cái người bình thường khi mà nhìn vật á, cái hình ảnh của vật á, nó sẽ hiện ra ngay đúng màng lưới và nó chỉ hiện đúng một hình một ảnh thôi, và như vậy thì cái người bình thường sẽ nhìn rõ được cái vật mà người ta nhìn muốn nhìn. Nhưng đối với cái người bị loạn thị á, thì cái màng giác á, nó là có màu đỏ, nó hơi thẳng hơn so với cái màng giác của người bình thường, cho nên nó làm phân tán ánh sáng. Vì vậy khi mà chúng ta nhìn một vật á, thì cái hình ảnh của vật á, thứ nhất có thể là nó sẽ không hiện đúng màng lưới, cái thứ hai nữa là cái hình ảnh của vật nó sẽ không hiện ra một hình ảnh duy nhất mà nó hiện ra rất là nhiều những cái hình ảnh, và có khi cái hình ảnh của vật á, nó không không giống, không có cái hình, có cái hình dạng không giống như là cái ảnh thật của vật, và có khi không giống luôn cả màu sắc của vật. Như vậy cái người mà bị loạn thị á, sẽ có những cái triệu chứng gì? Một á, là mình nhìn cái hình ảnh của vật á, nó sẽ bị phân tán ra làm nhiều cái ảnh khác nhau xung quanh cái ảnh của vật chính. Hai nữa là mình nhìn ảnh một vật đó, nó sẽ bị méo mó và bị mờ so với cái hình ảnh của vật bình thường. Và thường là chúng ta hay gặp khó khăn vào ban đêm nè, hay bị mỏi mắt, là bị nheo mắt, bị kích ứng mắt và bị nhức đầu. Như vậy nếu như mà các em gặp những cái triệu chứng và giống như là cô vừa kể, thì các em có thể nghi ngờ mình bị loạn thị và chúng ta đến cái cơ sở y tế để bác sĩ người ta đo xem thử xem là chúng ta có bị loạn thị hay không. Và cái hướng khắc phục của những người bị loạn thị là cũng sẽ đeo kính, và tùy theo cái độ loạn thị cũng như là cái hình dạng bất thường của màng giác hay thể thủy tinh mà bác sĩ sẽ đo cái kính, cắt một cái kính phù hợp để khắc phục được những cái bất thường, làm giúp chúng ta có thể nhìn thấy được vật một cách bình thường. Chúng ta vừa tìm hiểu xong về phần một la mã các tật của mắt, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về các bệnh của mắt. Đầu tiên là bệnh đau mắt hột. Đây là hình ảnh của bệnh đau mắt hột. Vậy thì bệnh đau mắt hột nó là như bệnh như thế nào? Thứ nhất, nguyên nhân của nó là do virus tấn công. Thứ hai, đường lây của nó là, một là thường là chúng ta hay sử dụng chung khăn nè, chung cái thau, cái chậu rửa mặt ở chung trong gia đình, đối chung với cái người ở trong gia đình, mà cái người trong gia đình chúng ta bị bệnh thì chúng ta sẽ bị lây. Hoặc là chúng ta tắm rửa trong ao hồ tù hãm. Ao hồ tù hãm là những cái ao dơ không có được vệ sinh. Thì khi mà chúng ta bị đau mắt hột thì chúng ta sẽ có triệu chứng gì? Mặt trong của mi mắt có sẽ có nhiều hột nổi cộm lên, giống như trong hình mình thấy ha, hình bên tay trái của mình á, có những cái hột này nó nổi cộm lên. Hậu quả là khi nó nổi cộm lên, nó là tạo mủ ở phía bên trong, và khi nó to đến mức độ nào đó thì nó sẽ vỡ, và khi nó vỡ ra thì nó sẽ làm sẹo, tạo thành những cái sẹo ở phía bên trong. Và vì cái mặt ở phía bên trong cái mắt của mình nó tiếp xúc trực tiếp với cái màng giác, cho nên là nó sẽ cạy vô cái màng giác, nó làm lâu dần nó làm cho màng giác của mình đục, dẫn đến mù lòa. Ngoài ra thì nó sẽ làm, khi mà cái hột này nó tạo thành sẹo bên trong á, thì nó sẽ làm cho cái lông mi của mình á, thay vì nó mọc hướng ra bên ngoài, bây giờ nó mọc đưa vào bên trong mắt, mình gọi là lông quặm. Và cái lông lông quặm lông mi này đưa vào bên trong mắt, nó cũng sẽ cạ lớp màng giác, làm đục cái màng giác và sẽ dẫn đến bị mù. Như vậy mình phải phòng tránh bằng cách nào? Thứ nhất là mình phải giữ vệ sinh mắt nè, không dùng chung khăn trong chung chậu trong gia đình. Cho dù trong gia đình là mình cũng phải dùng riêng, mỗi người có những cái đồ dùng vệ sinh cá nhân riêng hết. Thứ hai là nếu mà mình đã bị rồi thì mình nên dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ để mà kịp thời
làm cho những cái hột trong mi mắt này nó xẹp xuống, nó không có bị vỡ ra để làm thành sẹo dẫn đến là bị mù loà các em nha. Em chép phần ghi bài về bệnh đau mắt hột vào trong tập giùm cô nha. Tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu bệnh thứ hai là bệnh đau mắt đỏ. Bệnh đau mắt đỏ là cái bệnh mà dễ gây thành dịch vào cái mùa nóng và thường là chúng ta hay bị triệu chứng của bệnh là mắt làm cho mắt của mình đỏ nè, ngứa và cảm giác có sạn ở trong mắt, rỉ dịch ở mắt và chảy nước mắt. Thì cái bệnh này nó sẽ dễ lây lan qua cái dịch mắt nè, qua cái dịch mũi do người bệnh tiết ra. Cho nên là khi mà ở trong khi mà chúng ta bị đau mắt đỏ thì chúng ta vào trong trường thì chúng ta cẩn thận, chúng ta không đưa tay lên rụi mắt, và chúng ta nên giữ vệ sinh mắt để mà tránh lây lan cho các bạn xung quanh. Đồng thời cũng có một cái quan niệm cho rằng là với những người bị đau mắt đỏ mà nhìn vào cái người bị đau mắt đỏ là sẽ bị lây bệnh. Thì qua cái phần mà giảng bài của cô hồi nãy thì các em chắc biết chắc chắn là cái quan niệm này là quan niệm sai đúng không nào? Không lây bệnh qua ánh nhìn mà sẽ lây bệnh qua những cái dịch mắt, những cái rỉ mũi mà người bệnh tiết ra. Do đó là chúng ta nên giữ vệ sinh cẩn thận nha. Rồi, bệnh tiếp theo là bệnh viêm loét giác mạc do sinh vi. Bệnh này thì cô giới thiệu sơ về cái hình ảnh là do cái virus siêu vi nó tấn công vào trong trong cái mắt và nó làm cho cái giác mạc của mình bị viêm loét, lâu dần có thể dẫn đến đục cái giác mạc và gây mù loà. Và bệnh thứ tư là bệnh khô mắt và quáng gà. Bệnh khô mắt là cái bệnh làm cho cái mắt của mình nó không tiết ra cái dịch, làm cho mắt bị khô. Bệnh quáng gà là cái bệnh mà khi mà mắt mà vào cái thời gian là chập choạng tối, tức là khoảng trời trời mà chuẩn bị về chiều về tối á, thì những người bị quáng gà là mắt sẽ không có nhìn rõ vật mà nhìn mọi vật xung quanh mờ. Vậy thì nguyên nhân của bệnh quáng gà là do đâu? Nguyên nhân chủ yếu của bệnh quáng gà là do thiếu vitamin A. Rồi, phần này chúng ta cũng sẽ trả lời cho cô câu hỏi ha. Ở đây là không có thảo luận được rồi. Mình thảo luận một mình vậy ha. Phòng tránh các bệnh về mắt bằng cách nào? Thì các em sẽ nhìn ha. Thứ nhất nè, chúng ta giữ gìn mắt luôn luôn sạch sẽ, ăn uống những chất có vitamin A để tránh bệnh quáng gà, bệnh khô giác mạc. Khi đọc sách thì chúng ta cần giữ khoảng cách thích hợp giữa mắt và sách. Ở nhà máy có nhiều bụi kim loại hoặc làm việc ở chỗ có cường độ ánh sáng quá mạnh á, thì mình phải đeo các cái kính bảo hộ lao động và rửa mắt thường xuyên bằng nước muối loãng nè, không dùng chung khăn để tránh các bệnh về mắt. Kem chép dùm cho cô cái phần vệ sinh mắt này vào trong tập bài học sinh học nha. Bây giờ chúng ta sẽ có những cái bài tập nhỏ để mình xem coi là mình có hiểu có nhớ gì về 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 cái phần cô đã giảng dạy không ha. Các em quan sát ba hình dưới đây, hình 1, 2, 3, và các em xác định dùm cho cô xem là các tật của mắt sẽ là những tật nào. Hình 1, mắt cận thị. Hình 2, mắt loạn thị. Hình 3, mắt viễn thị. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ trả lời cho cô để tìm cho cô cái đáp án đúng nhất ha. Câu thứ nhất, nguyên nhân phổ biến gây nên tật cận thị là, mình chọn câu nào ha? Do bẩm sinh cổ mắt quá dài, do bẩm sinh cổ mắt quá ngắn, do không giữ đúng khoảng cách trong vệ sinh học đường, hay là do không rửa mắt thường xuyên mà nước muối loãng? Câu trả lời đúng là trong vệ sinh học đường. Câu hỏi số 2, bệnh đau mắt hột sẽ dẫn đến hậu quả cận thị, viễn thị, loạn thị hay là gây đau màng giác dẫn đến mù loà?
Chắc chắn câu trả lời sẽ ba lan. Cây đau mình chết dẫn đến mù lạ. Bây giờ các em sẽ nhìn cho cô trong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hình ảnh trên. Thì các em hãy chọn tư thế đọc sách nào là theo các em là tư thế đúng nhất. À, câu đó, câu trả lời chính là tư thế số 1, số 4 và số 7. À, các em chú ý ha, khi mình học bài á, mình không được đặt tập sách quá gần mắt. À, đối với học sinh trung học cơ sở thì khoảng cách tốt nhất từ mắt, từ tập cho đến mắt là bao nhiêu? Là 30 cm. À, và mình nên vào ngồi vào bàn ghế mình học bài đàng hoàng ha, bởi vì cô biết là các em rất hay có thói quen là nằm dài ra giường và là sẵn tiện thì nằm viết bài học bài luôn cho nó thoải mái, nhưng mà như vậy thì rất là hại đối với mắt và hại với cột sống của chúng ta những em nha. Rồi, đây là một thông tin cô cung cấp thêm cho các em về cái bệnh quáng gà. Nếu thiếu vitamin A trong khẩu phần thức ăn hàng ngày, người ta thường mắc bệnh quáng gà, khả năng thu nhận ánh sáng sẽ bị giảm nên nhìn không rõ lúc hoàng hôn. Vitamin A là một nguyên liệu tạo nên rhodopsin có trong tế bào que phụ trách việc thu nhận ánh sáng. Vitamin A có nhiều trong dầu gan cá, gan và thận động vật, trong lòng đỏ trứng và trong các loại rau quả có màu da cam như cà chua, cà rốt, gấc, ớt. Cho nên là những cái thực phẩm này thì chúng ta rất là dễ để sử dụng ha. Vì vậy mà để cho mắt của mình tốt và đặc biệt không bị những cái bệnh về mắt, đặc biệt là bệnh quáng gà, thì các em nên sử dụng những cái thực phẩm tốt cho mắt, cho để mà mắt chúng ta sáng, và chúng ta có thể học tập được, vui chơi được tốt với cái con mắt và khỏe mạnh của mình nha. Rồi, bài học đến đây là hết. Phần dẫn dò của cô ha, thứ nhất là các em xem bài và các em chép bài vào bài tập phần bài học sinh học dùm cho cô ha. Và một lưu ý là các em nhớ làm cái bài kiểm tra trực tuyến vào cái ngày theo đúng quy định, để chúng ta có cái cột điểm 15 phút khi mà chúng ta vào chúng ta sau cái mùa dịch nha. Mến chào các em, hẹn gặp lại các em ở bài học lần sau.